Gậy ông đập lưng ông, Nga tuyển mộ biệt kích Afghanistan do chính Mỹ đào tạo. Các bạn thân mến, Nga đang lợi dụng sai lầm mà Mỹ mắc phải, đồng thời cũng sử dụng cơn thịnh nộ do bị phản bội của lực lượng biệt kích Afghanistan để chống lại Ukraine, một quân đội mà Mỹ đang chống lưng. Hay nói cách khác, kiểu qua cầu rút ván của Mỹ đã khiến lực lượng biệt kích Afghanistan ôm mối hận trong lòng, cuối cùng đầu quân cho Liên bang Nga để tham chiến tại Ukraine. Một cựu thành viên của lực lượng đặc nhiệm Afghanistan tuyên bố rằng, sau sự sụp đổ của đất nước, Mỹ đã bán rẻ chúng tôi và bàn giao chúng tôi cho những kẻ khủng bố Taliban. Một trong những lý do khiến tôi chiến đấu chống lại Ukraine là vì tôi hiểu rằng Mỹ và châu Âu đang chiến đấu ở chiến trường này. Và để trả thù, tôi sẽ cho Mỹ hiểu rằng nhờ có sự huấn luyện của các người, chúng tôi sẽ khiến các người thất bại trong cuộc chiến ở đây. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần quay ngược trở lại. Như quý vị đã biết, cuộc chiến ở Afghanistan kéo dài hơn 20 năm. Mỹ đã mất 2.461 quân nhân và hơn 20.000 binh lính bị thương. Chiến tranh Afghanistan đã tiêu tốn 2.000 tỷ đô la của Mỹ trong khoảng thời gian đó, tương đương với 300 triệu đô mỗi ngày. Thế nhưng điều chúng tôi muốn nói ở đây là Mỹ khi ấy đã đào tạo và sử dụng hàng ngàn lính biệt kích Afghanistan. Trong những năm cuối cùng chứng kiến sự hiện diện của Washington tại đây, những người lính biệt kích này đóng vai trò là lực lượng xương sống ở tuyến đầu chống lại Taliban và khủng bố. Sau khi Mỹ rút quân, quân đội Afghanistan đã sụp đổ ngay sau sự sụp đổ của chính phủ và số phận của lực lượng biệt kích này sẽ ra sao? Chỉ có khoảng 1.000 binh sĩ Afghanistan được Mỹ sơ tán khi lực lượng Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Số khác thì sơ tán sang châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ. Gần 20.000 lính còn lại đã bị bỏ rơi. Sau đó thì Taliban đã mở chiến dịch càn quét, săn lùng những binh lính này. Do đó, hàng trăm cựu thành viên đặc nhiệm Afghanistan cũng như gia đình của họ xin tị nạn ở Pakistan, Tajikistan và Iran. Nói một cách đơn giản thì lực lượng biệt kích Afghanistan đã bị Mỹ lợi dụng, phản bội và bỏ rơi ngay trên chính đất nước của họ. Khi hết giá trị lợi dụng, họ sẽ trở thành những quân cờ bị bỏ xó, nếu không chạy kịp thì sẽ mất mạng. Mới đây, Đài Châu Âu Tự Do đã đưa một báo cáo rất dài có tiêu đề những người lính Afghanistan do Mỹ huấn luyện tức giận vì hoàn cảnh bị bỏ rơi đã sẵn sàng tham gia cùng chiến tuyến với Nga chống lại Ukraine. Hơn thế nữa, những người đang sống ở Iran có cuộc sống rất khổ cực, phải lao động chân tay hoặc thậm chí là bới rác để kiếm sống qua ngày. Các vấn đề nghiêm trọng về an ninh và kinh tế cùng với sự nghèo đói, tuyệt vọng cùng cực đã buộc họ phải làm mọi thứ để kiếm miếng bánh mì, để tồn tại và thoát khỏi sự truy đuổi, tra tấn của Taliban. Họ cho biết, người Nga muốn thu dụng hàng nghìn cựu biệt kích tinh nhuệ của Afghanistan vào binh đoàn nước ngoài với các khoản lương bổng ổn định là 1.500 đô một tháng và hứa hẹn về nơi trú ẩn an toàn để họ không bị trục xuất về Afghanistan mà nhiều người sợ là sẽ bị Taliban tiêu diệt. Ngoài ra, còn có thông tin khoảng 2.500 binh sĩ Afghanistan đã đến Nga, nơi họ được cung cấp 2.500 đô la cho 6 tháng huấn luyện và 3.000 đô la khi đến Ukraine để chiến đấu. Ngay sau đó, các cựu đặc công Afghanistan có động thái gia nhập nhóm Wagner, một tổ chức bán quân sự tư nhân thân cận của Điện Kremlin. Việc tuyển quân của Nga diễn ra sau nhiều tháng cảnh báo từ những người lính Mỹ từng chiến đấu với lực lượng đặc biệt Afghanistan rằng Taliban đang có ý định giết họ và họ có thể gia nhập với kẻ thù của Mỹ để duy trì sự sống hoặc vì tức giận với đồng minh cũ của mình. Như vậy có nghĩa là gì? Mỹ đang bị Nga chơi xỏ bằng chính lưỡi dao mà người Mỹ đã mài sắc bén trong suốt 2 thập kỷ. Đây cũng có thể là cú đòn đau nhất mà Tổng thống Putin sẽ giáng xuống chiến trường ủy nhiệm Ukraine của NATO. Một báo cáo quốc hội do phía Đảng Cộng Hòa đệ trình vào tháng 8 đã cảnh báo cụ thể về mối nguy hiểm mà các biệt kích Afghanistan được huấn luyện bởi lực lượng SEAL của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng mũ nồi xanh của lục quân Mỹ, cuối cùng có thể tiết lộ cho nhà nước Hồi giáo, Iran hoặc là Liên bang Nga thông tin về các chiến thuật của Hoa Kỳ hoặc là có thể chiến đấu chống lại Hoa Kỳ. Các biệt kích Afghanistan này có kỹ năng rất cao là những người chiến đấu dũng cảm. Thành thật mà nói, Washington sẽ không muốn nhìn thấy họ trên bất kỳ chiến trường nào, mà đặc biệt không phải là chiến đấu chống lại người Ukraine. Một cựu quân nhân cho biết, anh ta đã trốn sang Iran vì sự an toàn của mình và đã sống ở đó được vài tháng. Sau khi nhận được tin rằng nhóm Wagner đang tuyển dụng người Afghanistan để chiến đấu ở Ukraine, anh ấy đã đăng ký. Afghanistan, NATO và Hoa Kỳ đã đưa chúng tôi đến khi còn là những chàng trai trẻ,
và bỏ rơi chúng tôi. Nga bắt đầu tuyển mộ một số đơn vị nhất định tham chiến ở Ukraine. Vì vậy, đồng đội của chúng tôi đã đăng ký và chúng tôi sẽ sớm đến Nga. Một cựu quân nhân khác cho biết, anh ta và một nhóm đồng nghiệp gần đây đã đến Iran với ý định tham gia cùng Wagner để chiến đấu cho Nga ở Ukraine sau khi nghe về lời đề nghị tuyển dụng của nhóm lính đánh thuê. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không trả lời bình luận trên, nhưng một quan chức cấp cao cho rằng việc tuyển dụng này không có gì đáng ngạc nhiên vì Wagner đang cố gắng tuyển mộ binh sĩ ở một số quốc gia khác. Một người lính biệt kích giấu tên cho biết, lời đề nghị mà ông nhận được bao gồm thị thực Nga cho bản thân, cho vợ và ba người con còn ở Afghanistan. Những người khác đã được đề nghị gia hạn thị thực của họ ở Iran. Các cựu binh Mỹ từng chiến đấu với các lực lượng đặc biệt Afghanistan đã mô tả về việc Taliban đến từng nhà để tìm kiếm các biệt kích còn lại trong nước, tra tấn hoặc giết họ, hoặc hành động tương tự với các thành viên trong gia đình họ nếu không tìm ra tung tích của họ. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết, hơn 100 cựu binh sĩ, sĩ quan tình báo và cảnh sát Afghanistan đã bị giết hoặc biến mất chỉ 3 tháng sau khi Taliban lên nắm quyền, bất chấp những lời hứa ân xá. Liên Hiệp Quốc trong một báo cáo vào giữa tháng 10 đã ghi nhận 160 vụ giết người ngoài tư pháp và 178 vụ bắt giữ các cựu quan chức chính phủ và quân đội. Anh trai của một lính biệt kích Afghanistan ở Iran, người đã chấp nhận lời đề nghị của Nga cho biết, những lời đe dọa của Taliban khiến họ rất khó để từ chối. Ông cho biết em của ông ta đã phải ẩn náu trong 3 tháng sau khi Kabul thất thủ, chạy trốn từ nhà của người thân này sang nhà của người quen khác, trong khi Taliban lục soát khắp nhà của ông. Cựu chỉ huy quân đội Afghanistan Alizai cho biết, phần lớn nỗ lực tuyển mộ của Nga tập trung vào Tehran và Mashhad, một thành phố gần biên giới Afghanistan, nơi nhiều người đã chạy trốn. Không ai trong số các tướng lĩnh, bao gồm cả một người thứ ba là Abdul-Jabbar Wafa cho hay, những người liên hệ của họ ở Iran cho biết có bao nhiêu người đã chấp nhận lời đề nghị của Nga. Bạn được huấn luyện quân sự ở Nga trong 2 tháng và sau đó bạn ra chiến tuyến. Một tin nhắn mà cựu binh sĩ Afghanistan ở Iran đã gửi cho Aga Divan. Một số đã ra đi, nhưng họ hoàn toàn mất liên lạc với gia đình và bạn bè. Không có con số thống kê chính xác. Ukraine quyết tử thủ để giữ Bakhmut bất chấp Nga tấn công như vũ bão. Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra dọc theo chiến tuyến kéo dài từ Bakhmut về phía đông bắc đến thành phố Soledar khi Nga mới đây tuyên bố chiếm được một ngôi làng gần đó. Còn Ukraine nói rằng họ đã đẩy lùi làn sóng tấn công như vũ bão không ngừng của Nga. Theo New York Times, camera trên máy bay không người lái của Ukraine phát hiện một lính Nga đang bí mật di chuyển giữa những tán cây ở rìa thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Họ biết rằng đối phương đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Cuộc tấn công được tiến hành ở phía đông Bakhmut. Phi công máy bay không người lái Ukraine đã đánh dấu tọa độ của người lính Nga, sau đó gửi chúng qua liên kết vệ tinh tới các chỉ huy pháo binh. Trong vòng vài phút, các đơn vị pháo binh Ukraine đã tấn công vào những ngôi nhà mà họ thấy quân Nga trú ẩn. Khói từ các cú đánh có thể được nhìn thấy bốc lên trên màn hình của người điều khiển máy bay không người lái. Tuy nhiên, cuối ngày hôm đó, một chiếc xe bọc thép cũng ầm ầm lao ra khỏi khu phố phía đông của Bakhmut. Chiếc xe chở rất nhiều người lính Ukraine bị thương tới một điểm y tế ở phía tây thành phố. Quân đội Ukraine cũng vừa bị Nga tấn công dữ dội. Một thế trận bế tắc nghiệt ngã ở Bakhmut đang gây thiệt hại nặng nề cho cả hai bên tham chiến. Nga và Ukraine được cho là đã đổ rất nhiều nguồn lực vào trận chiến kéo dài nhất của cuộc xung đột vẫn đang diễn ra ở Bakhmut. Điều đó trái ngược với chiến lược của Ukraine ở những mặt trận khác dọc theo chiến tuyến, nơi họ đã thành công nhờ tránh đối đầu trực tiếp với quân Nga. Thay vào đó, họ thường tiến hành các chiến dịch phản công nhanh, bất ngờ, khiến quân đội Nga không kịp trở tay, cộng thêm vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để buộc Moscow phải ra lệnh rút lui. Tuy nhiên, cho dù những thiệt hại nặng nề ở Bakhmut, quân đội Nga và lính đánh thuê Wagner, lực lượng đang đóng vai trò nòng cốt và tiên phong trên chiến trường này, không có ý định rút lui hay ngừng cuộc chiến. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo chiến tuyến kéo dài từ Bakhmut về phía đông bắc đến thành phố Soledar. Trong khi đó, người Nga mới đây đã tuyên bố chiếm một ngôi làng gần đó, còn Ukraine nói rằng họ đã đẩy lùi làn sóng tấn công liên tục của Moscow. Tại Lầu Năm Góc, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã mô tả cuộc giao tranh trong và xung quanh Bakhmut là thực sự ác liệt và kinh hoàng với cả hai bên. Trong khi đó, các nhà phân tích cảnh báo rằng mệnh lệnh phải giữ lấy Bakhmut bằng mọi giá, như người Ukraine vẫn tuyên bố, có thể mang đến một số rủi ro.
Theo họ, mệnh lệnh này có thể che mờ phán đoán quân sự, có khả năng trì hoãn việc rút lui của quân đội Ukraine trong trường hợp cần thiết. Binh nhì Andriy Pacheco, một thành viên của đội máy bay không người lái Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut, thừa nhận mục đích của việc cố thủ ở địa ngục Bakhmut, nơi đã bị hủy diệt hoàn toàn, không được giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, Pacheco, người từng làm thợ điện trước cuộc xung đột, đã tình nguyện gia nhập quân đội, nhấn mạnh. Nhìn chung, người Ukraine đang bảo vệ đất nước, bởi vì nếu chúng tôi không chiến đấu, chúng tôi sẽ không có tự do. Nhóm Wagner tuyên bố toàn quyền kiểm soát Soledad. Các đơn vị của tập đoàn Wagner đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Soledad. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Yevgeny Prigozhin tuyên bố vào tối ngày 10 tháng 1. Giao tranh đang diễn ra ở trung tâm thành phố Soledad, ông Prigozhin cho biết trong một tuyên bố gửi cho giới truyền thông. Chúng tôi sẽ công bố số lượng tù nhân vào ngày mai. Ông nói thêm rằng chỉ có Wagner mà không có đơn vị nào khác tham gia vào cuộc tấn công Soledad. Vào đầu ngày, một đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy hai binh sĩ Wagner đang đứng gác bên ngoài tòa nhà hành chính của thành phố. Trong cập nhật chiến sự ngày 10 tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi quân nhân thuộc lữ đoàn lính dù 46 của Ukraine đã dũng cảm bảo vệ khu vực Soledad và Bakhmut. Đêm ngày 10 tháng 1, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliya xác nhận thành phố Soledad đang diễn ra các trận đánh lớn và phía Nga đẩy mạnh tiến công bất chấp thương vong nghiêm trọng. Được đặt tên theo mỏ muối, Soledad có khoảng 10.000 cư dân trước xung đột. Quân đội Ukraine đã biến nơi này thành cứ điểm sau khi bị đẩy lui khỏi thành phố Popasnaya vào giữa năm 2022. Ông Prigozhin cho biết, mục tiêu của ông không nhất thiết là chiếm Soledad và Bakhmut, mà nhằm làm suy yếu và giảm khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Theo một số nhà phân tích quân sự, mục tiêu của ông Prigozhin có thể là khai thác muối và thạch cao từ các mỏ ở Soledad và Bakhmut, được cho là kéo dài hơn 160 km dưới lòng đất. Hôm 8 tháng 1, Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình ở Soledad là rất khó khăn và gọi đây là một trong những điểm giao tranh đẫm máu nhất dọc theo chiến tuyến. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.